Tối qua tại Hà Nội, huấn luyện viên Park Hang-seo đã tổ chức buổi giao lưu để cảm ơn sự ủng hộ của người hâm mộ Việt Nam trong hơn 5 năm ông làm việc tại đây. Buổi giao lưu kéo dài trong hơn 2 tiếng đồng hồ và diễn ra đầy cảm xúc. Có những lúc, huấn luyện viên Park Hang-seo đã không kìm được nước mắt khi chia sẻ về những kỷ niệm cùng với đội tuyển bóng đá Việt Nam. Huấn luyện viên Park Hang-seo đã lựa chọn hơn 30 cổ động viên may mắn từ hàng ngàn người đăng ký tham dự sự kiện trên mạng xã hội. Có nhiều cổ động viên mà huấn luyện viên người Hàn Quốc đã quen mặt khi đồng hành cùng với các đội tuyển của bóng đá Việt Nam qua nhiều giải đấu, từ thành công cho tới những thất bại. Hai tuyển thủ Việt Nam là Văn Toàn và Hoàng Đức cũng có mặt để cảm ơn huấn luyện viên Park Hang-seo và có những hoạt động giao lưu cùng với người hâm mộ. Hôm nay là ngày rất hạnh phúc với tôi. Cảm ơn các bạn đã cho tôi khoảng thời gian hạnh phúc tại đây. Tôi đã hết hạn hợp đồng 2 hôm rồi, nên nay là sự kiện đầu tiên tôi gặp mọi người, không phải với tư cách huấn luyện viên đội tuyển quốc gia, mà là một người bình thường tên Park Hang-seo. Tôi rất hạnh phúc, không có lời nào diễn tả được cảm xúc. Nhớ có tình cảm của các bạn, tôi là huấn luyện viên bóng đá hạnh phúc nhất thế giới trong 5 năm qua. Trong buổi giao lưu này, ban tổ chức đã có khá nhiều câu hỏi thú vị và khiến chính huấn luyện viên người Hàn Quốc cũng cảm thấy bất ngờ. Đó là những kỷ niệm, những con số và cột mốc mà huấn luyện viên Park Hang-seo trải qua cùng với bóng đá Việt Nam. Nếu các bạn không thống kê thì tôi cũng không biết tôi đã có 98 trận với các đội tuyển Việt Nam đâu. Biết thế, tôi cố gắng thêm chút nữa để cho tròn 100 trận. Đó có lẽ là điều tiếc nuối nhất với tôi. Tôi sẽ ở lại Việt Nam vì lúc này ở Hàn Quốc khá lạnh, thì ấm hơn tôi sẽ về nước. Tôi cũng có kế hoạch phát triển bóng đá cộng đồng tại Việt Nam để giúp các em nhỏ có tình yêu và đam mê với bóng đá được chơi bóng. Huấn luyện viên Park Hang-seo cũng dành tặng những phần quà ý nghĩa là kỷ niệm chương Park Hang-seo và những trái bóng, chiếc áo có chữ ký của mình để cảm ơn người hâm mộ bóng đá Việt Nam. Dù không còn là huấn luyện viên trưởng của đội tuyển quốc gia, nhưng ông vẫn sẽ dành nhiều thời gian ở Việt Nam và đóng góp cho các hoạt động bóng đá cộng đồng tại Việt Nam như một cách truyền cảm hứng và phát triển tình yêu, đam mê thể thao của thế hệ trẻ. Cũng tại Hà Nội vào tối qua, huấn luyện viên Park Hang-seo đã tổ chức buổi giao lưu để cảm ơn sự ủng hộ của người hâm mộ Việt Nam trong hơn 5 năm ông làm việc tại đây. Buổi giao lưu kéo dài trong hơn 2 tiếng và diễn ra đầy cảm xúc khi đã có lúc nhà cầm quân người Hàn Quốc không kìm được nước mắt để chia sẻ về những kỷ niệm cùng với các đội tuyển của bóng đá Việt Nam. Huấn luyện viên Park Hang-seo đã lựa chọn hơn 30 cổ động viên may mắn từ hàng ngàn người đăng ký tham dự sự kiện trên mạng xã hội. Có nhiều cổ động viên mà huấn luyện viên người Hàn Quốc đã quen mặt khi đồng hành cùng với các đội tuyển của bóng đá Việt Nam qua nhiều giải đấu, từ thành công cho tới những thất bại. Hai tuyển thủ Việt Nam là Văn Toàn và Hoàng Đức cũng có mặt để cảm ơn huấn luyện viên Park Hang-seo và có những hoạt động giao lưu cùng với người hâm mộ. Hôm nay là ngày rất hạnh phúc với tôi. Cảm ơn các bạn đã cho tôi khoảng thời gian hạnh phúc tại đây. Tôi đã hết hạn hợp đồng 2 hôm rồi, nên nay là sự kiện đầu tiên tôi gặp mọi người, không phải với tư cách huấn luyện viên đội tuyển quốc gia. Nhớ có tình cảm của các bạn, tôi là huấn luyện viên bóng đá hạnh phúc nhất thế giới trong 5 năm qua. Nếu các bạn không thống kê thì tôi cũng không biết tôi đã có 98 trận với các đội tuyển Việt Nam đâu. Biết thế, tôi cố gắng thêm chút nữa để cho tròn 100 trận. Đó có lẽ là điều tiếc nuối nhất với tôi. Tôi sẽ ở lại Việt Nam vì lúc này ở Hàn Quốc khá lạnh, thì ấm hơn tôi sẽ về nước. Huấn luyện viên Park Hang-seo cũng dành tặng những phần quà ý nghĩa là kỷ niệm chương Park Hang-seo và những trái bóng, chiếc áo có chữ ký của mình để cảm ơn người hâm mộ bóng đá Việt Nam. Dù không còn là huấn luyện viên trưởng của đội tuyển quốc gia, nhưng ông vẫn sẽ dành nhiều thời gian ở Việt Nam và đóng góp cho các hoạt động bóng đá cộng đồng tại Việt Nam như một cách truyền cảm hứng và phát triển tình yêu, đam mê thể thao của thế hệ trẻ.